Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 với mục tiêu đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư các tỉnh thành phố khu vực phía Nam tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Tỉnh Đồng Nai cũng tham gia chương trình và trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu tại chương trình này. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ, kinh tế thế giới trong 6 tháng đầu năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có các đối tác thương mại quan trọng của nước ta, đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng bị tác động và gặp nhiều khó khăn. Nhiều nền kinh tế lớn, trong đó thì có các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí là rơi vào suy thoái. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã bị tác động và gặp rất nhiều khó khăn. Và có thể nói là tại thời điểm hiện nay thì cái sự khó khăn của các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp lớn cũng như là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện nay đang gặp những cái khó khăn mà từ trước đây, kể cả trong đại dịch, cũng chưa là gặp đến khó khăn đến mức như vậy. Mặc dù kinh tế trong những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ các tỉnh thành đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, nên trong 6 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của các ngành hàng thiết yếu của cả nước khoảng 13%. Từ nay đến cuối năm, các chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại sẽ được tăng cường. Bộ Công Thương kỳ vọng, thông qua các chương trình này sẽ đẩy mạnh kích cầu nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tìm được đầu ra cho sản phẩm, nhất là đưa sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ hiện đại như Aeon, Winmart, Saigoncorp, Central Retail, góp phần bình ổn thị trường trong nước. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra các phiên tọa đàm kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương vào hệ thống phân phối trong nước và thị trường nước ngoài. Bên cạnh hội nghị kết nối giao thương, trong khuôn khổ chương trình tại công viên 23 tháng 9, đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của 18 tỉnh thành phố khu vực miền Nam, thu hút hơn 300 nhà cung cấp, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất tham gia. Tỉnh Đồng Nai có 17 doanh nghiệp tham gia trưng bày. Đây là một trong nhiều đợt Đồng Nai cùng các tỉnh Đông Nam Bộ tham gia kết nối giao thương ở nhiều địa phương trong cả nước, nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất có cơ hội tìm thêm thị trường tiêu thụ, tăng kết nối với các đối tác lớn trong hệ thống phân phối, tiêu thụ, bán lẻ hàng hóa trong và ngoài nước. Hàng năm thì tỉnh chúng ta đều ban hành các cái kế hoạch xúc tiến thương mại, thị trường trong nước rồi thị trường ngoài nước, và đặc biệt là năm 2023 để tìm kiếm thị trường cho các doanh nghiệp thì tỉnh Đồng Nai là cũng có tăng cường các cái chương trình xúc tiến thương mại trong nước để giúp cho các cái doanh nghiệp tìm kiếm được thị trường. Với hơn 300 nhà cung cấp, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất các sản phẩm tham gia, ngoài tìm kiếm cơ hội để quảng bá trực tiếp những sản phẩm tiềm năng xuất khẩu tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế, các chủ thể doanh nghiệp còn được các chuyên gia kinh tế, đại diện thị trường nước ngoài chia sẻ thông tin về nhu cầu, xu hướng tiêu dùng mới đối với một số thị trường trong và ngoài nước. Từ đó giúp các doanh nghiệp, chủ thể có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với xu hướng thị trường. Bên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Trường Phát là bao tiêu 70 hectare trồng sen ở vùng Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai và chế biến ra được 20 sản phẩm từ sen, trong đó là đạt chuẩn OCOP 4 sao là 15 sản phẩm. Doanh nghiệp mà tham gia các chương trình kết nối như thế này thực sự đem lại hiệu quả là khá là tốt. Như doanh nghiệp là chỉ tham gia từ tháng 3 tới nay thôi, có khoảng 6 tháng thôi, mà đã có nhiều đơn vị biết đến và đã có nhiều nhà phân phối ở các tỉnh miền Tây, và đặc biệt là đã vào hệ thống của Cốp Mắt trong cái đợt mà kết nối cung cầu Đông Nam Bộ hôm tháng 3 vừa rồi. Rõ ràng, thông qua chương trình, các doanh nghiệp đều tin tưởng các sản phẩm của mình sẽ được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Và thực tế, với những doanh nghiệp nhiều lần tham gia các chương trình giao thương như thế này, tỷ lệ đơn hàng đều tăng và cơ hội dành cho doanh nghiệp càng nhiều hơn. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp ngày càng cải tiến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mình. Thưa quý vị khán giả, Đồng Nai có nhiều sản phẩm địa phương được chứng nhận OCOP, trong đó có sản phẩm đã vươn ra thị trường nước ngoài và phát triển ổn định.
Thời gian qua, các sở ngành của tỉnh như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tăng cường kết nối các chủ thể doanh nghiệp địa phương đến với các thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt trong điều kiện thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn như hiện nay, tỉnh Đồng Nai càng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp mở mang thị trường trong nước. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi là những gian hàng trưng bày tại hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Kon Tum và các doanh nghiệp đơn vị phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các doanh nghiệp của hai địa phương mang đến cho chương trình hội nghị này những sản phẩm gì quý vị nhé. 16 doanh nghiệp Đồng Nai và 6 doanh nghiệp Kon Tum đã mang đến rất nhiều những sản phẩm đặc sản, ô cốp và sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu giới thiệu tại chương trình. Mỗi sản phẩm đều mang đặc trưng riêng của từng tỉnh, khiến cho những người tham gia ai cũng khá thích thú và tìm hiểu để có thể hợp tác kinh doanh. Theo những cái chương trình kết nối giữa các tỉnh thành bạn như thế này để giao lưu với những cái siêu thị hoặc là những cái tạp hóa lớn, thì để cho mình đưa cái sản phẩm của OCOP dần dần tới tay người tiêu dùng một cách tốt nhất. Và riêng tôi đã khẳng định rằng riêng cái sản phẩm OCOP của không những tỉnh Kon Tum và cũng như tất cả các tỉnh thành bạn trên cả nước thì là những cái sản phẩm đều là chất lượng. Nhưng hiện nay thì cái sự lan tỏa đến với tay người tiêu dùng nó đang hạn hẹp. Để kết nối được thì những cái chương trình mà những cái sự kiện lớn như thế này thì tôi cũng mong rằng một điều rằng là làm sao mà đưa cái sản phẩm OCOP để đến được tay người tiêu dùng một cách tốt nhất ạ. Ấn tượng nhất với những người tham gia là các sản phẩm đặc sản, nông sản từ các doanh nghiệp tỉnh bạn Kon Tum, đặc biệt là sản phẩm được xem là quốc bảo của Việt Nam, sâm Ngọc Linh. Thì đại diện hôm nay là đến đây là có 7 doanh nghiệp với trên 211 sản phẩm ô cốp và sản phẩm thôn tiêu biểu. Về lợi thế của tỉnh Kon Tum thì riêng thế mạnh của Kon Tum về dược liệu và mạnh nhất là về nguồn sâm Ngọc Linh. Hiện nay trên không phải ở trong nước ở chỗ nào cũng có, mà đây là cũng là quốc bảo của Việt Nam rồi. Đến với Đồng Nai lần này chúng tôi mong muốn rằng cái sản phẩm của chúng tôi sẽ được kết nối với tất cả những cái người tiêu dùng ở trên địa bàn Đồng Nai ạ. Tôi rất là cảm ơn hai sở công thương của tỉnh Kon Tum cũng như Đồng Nai. Ngày hôm nay tôi rất là vinh dự được tham dự cái buổi xúc tiến tại Đồng Nai. Như mọi người đã biết, ở Kon Tum thì không gì khác, đó là những cái đặc sản, đó là sâm Ngọc Linh, như mặt hàng sâm dây Ngọc Linh, các loại rượu từ chế biến sâu hơn, rồi trà sâm Ngọc Linh, collagen sâm Ngọc Linh, và mật ong từ núi Ngọc Linh. Cà phê ở đây rất khác biệt so với những vùng khác, đó là cà phê xứ lạnh. Và cà phê nằm ở trên một ngọn núi Ngọc Linh, ngọn núi mà cao 2.598 mét. Và sâm Ngọc Linh cũng đã đặc biệt, thì cà phê sâm cũng khá là đặc biệt. Ở đây có sự kết hợp giữa cà phê sâm, rồi trà sâm rất là tiện lợi để có thể mang đến với Đồng Nai. Và điều đặc biệt hơn, tôi rất là mong muốn được kết nối, lan tỏa giá trị sản phẩm quê hương đến với những cái doanh nghiệp, những cái người dân, người tiêu dùng của Đồng Nai. Đúng là chị cũng rất cảm ơn về... hôm nay tôi đến đây là rất cảm ơn về lãnh đạo Sở Công Thương của hai tỉnh. Thì tôi là hợp tác xã dược liệu Xuân Hùng Kon Tum, thì hôm nay đến đây mang tất cả những dược liệu của vùng núi Tây Nguyên đến đây, gồm có những sản phẩm đó là sâm dây khô, rượu sâm dây, cao sâm dây và sâm dây ngâm mật ong. Thì đây cũng là một cái nhịp cầu để kết nối giữa hai sở công thương, để chúng tôi muốn gửi đến những sản phẩm có giá trị đến với quý khách hàng của tỉnh Đồng Nai và quý khách hàng trong cả nước nói chung, để mang tới những nguồn sức khỏe từ sản phẩm đại ngàn của Kon Tum. Với doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp mình. Đặc biệt các nhà phân phối tại Đồng Nai như siêu thị Cấp Mắc, Bixi, Lotte, Bách Hóa Xanh cũng đã tìm kiếm được các sản phẩm đặc sản của tỉnh bạn để đưa đến tay người tiêu dùng tại Đồng Nai. Thì trong quá trình từ khi thành lập đến giờ thì gần như là không có bỏ sót một cái chương trình xúc tiến nào của tỉnh cả. Và tất cả các chương trình là bọn em sắp xếp để tham gia đầy đủ. Và sau các cuộc xúc tiến như vậy thì Qua Food đã có thêm những cái khách hàng, có thêm nhiều người biết đến, kể cả khách hàng lẻ và những nhà phân phối, những nhà
cửa hàng bán lẻ rồi nhà các siêu thị là người ta biết đến mình và mình cũng có cơ hội để kết nối với họ và để tạo nên một cái những cái đơn hàng lâu dài. Theo đánh giá của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai, đơn vị chủ trì buổi giao thương, thì đây là hoạt động được trung tâm tổ chức thường xuyên để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh Đồng Nai trao đổi giao thương với các tỉnh bạn, đồng thời kết nối đưa các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm vào các kênh phân phối, hệ thống siêu thị. Riêng với chương trình lần này đã được các doanh nghiệp hai tỉnh đánh giá, giúp các chuỗi cung ứng của Đồng Nai có sự trao đổi thông tin, kết nối cung cầu với các nhà sản xuất của Kon Tum, qua đó góp phần tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Đồng Nai phối hợp với tỉnh Kon Tum để tổ chức cái hội nghị ngày hôm nay với mục đích là hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh có cơ hội gặp gỡ và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau, và đặc biệt đây là cái dịp để cho doanh nghiệp của hai tỉnh kết nối với các hệ thống phân phối của hai tỉnh Đồng Nai và Kon Tum. Thì tại hội nghị này thì chúng tôi cũng có mời đại diện của các siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như là MM Market, Coop Mart hay là Big C và các cái doanh nghiệp mà có hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Thì tại hội nghị các doanh nghiệp sẽ trao đổi với nhau về các cái quy trình sản xuất, các cái điều kiện đáp ứng hàng hóa để mà đưa hàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài hay là các cái điều kiện để đưa hàng vào các hệ thống phân phối. Nửa đầu năm nay đã có 18 chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại được tỉnh tổ chức. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm tăng trên 14% và trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh nửa đầu năm nay. Những tháng cuối năm cũng là cao điểm của sản xuất tiêu thụ hàng hóa trong năm. Hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục được tăng cường với 47 chương trình đã lên kế hoạch nhằm khơi thông thị trường, giúp doanh nghiệp vượt khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu ở thời điểm hiện nay và giai đoạn phát triển sản xuất cao điểm những tháng cuối năm. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh cũng có những kế hoạch riêng. Khi mà các doanh nghiệp mà tham gia các cái chương trình chúng tôi tổ chức như là hội nghị kết nối cung cầu á, thì từ đầu năm đến nay chúng tôi đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Bình Phước hay là hội nghị kết nối giao thương tại thành phố Long Khánh, và hôm nay thì chúng tôi tổ chức tại khách sạn Hòa Bình của thành phố Biên Hòa. Đồng thời trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng trong cái thời gian này thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại thành phố Hồ Chí Minh do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức. Thì đây là các cái dịp mà doanh nghiệp có cơ hội quảng bá rất là rộng rãi tới người tiêu dùng tại các cái địa bàn mà chúng tôi tổ chức, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng rằng là trong các cái thời gian tới thì các cái doanh nghiệp sau cái khi mà tham gia kết nối với này nhà phân phối thì có thêm các cái biên bản ghi nhớ hay là các hợp đồng được ký kết. Theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm 2023, chúng tôi còn tổ chức một hội nghị kết nối cung cầu tại các cái tỉnh miền Trung và các tỉnh miền Bắc. Và khoảng tháng 12 năm nay thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia một cái hội nghị kết nối cung cầu tại thành phố Hồ Chí Minh do thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Sau khi tham quan, trao đổi, chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Kon Tum và doanh nghiệp các nhà phân phối tại Đồng Nai đã có 20 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với các đơn vị cung ứng của tỉnh được ký kết. Chuyên mục hội nhập kinh tế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.